của sự kiện ngày hôm nay. Fourth runner-up is đứng ở vị trí thứ tư, Á hậu 4. Jamaica. Oh, Jamaica. Chúng ta là Netherlands, Hậu Hà Lan. Xin được chúc mừng cho Hậu Hà Lan. The second runner-up is đứng ở vị trí thứ hai, Á Hậu 2. Danh hiệu này sẽ thuộc về cô gái nào đây? Chúng ta còn lại có 3 cô gái. Ukraine. Okay, so we have two women. Vâng, như vậy chúng ta chỉ còn hai thí sinh nữa ở lại thôi. Come over to the center of the stage. And as you step forward, let me remind you. Xin mời hai cô gái hãy cùng đứng lên phía trước. Một trong hai bạn sẽ trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ. Vậy hãy thở thật sâu. Và đây là khoảnh khắc hết sức quan trọng trong cuộc đời của bạn. Và bất kỳ một lý do nào Hậu Hoàn Vũ không thể thực hiện được sứ mệnh của mình, thì Á Hậu 1 sẽ thay mặt Hậu Hoàn Vũ thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu Hoàn Vũ. Chúng tôi xin công bố Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015 chính là Colombia. Vâng, Hoa hậu Colombia. This means the first runner-up is USA. Và việc này có nghĩa rằng Á hậu 1 chính là Hoa hậu Mỹ. Xin được chúc mừng cho Hoa hậu Colombia và đây chính là tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2015. And I know a lot of people cheering at home. Vâng, chúng tôi biết rằng rất rất nhiều các khán giả, các fan hâm mộ của cô đang có mặt ở đây và rất nhiều khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Và đặc biệt là những người thân đang ở quê nhà Colombia cũng cổ vũ hết sức nhiệt tình cho tân hậu của chúng ta. Một buổi tối tuyệt vời. Xin chúc mừng vào